Vietchat Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của shop Vietchat Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop Hân Hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em Hân Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn ba sản phẩm đầu CD đến từ thương hiệu Đờ Nông của Nhật Bản, Đờ Nông DCD S10 và Đờ Nông DCD S10 2 la mã. Thì ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2021, em có về được 3 sản phẩm rất là đẹp để gửi tới quý vị và các bạn. 3 sản phẩm này thì được tuyển chọn và có đầy đủ phụ kiện đi kèm theo máy để giới thiệu tới quý vị và bạn. Ở phía trên là hai chiếc đầu CD Đờ Nông S10 2 la mã và phía dưới là DCD S10 trơn. Đây là một trong những sản phẩm mà nghe hay bày đẹp, lại còn có tích hợp giải mã, có thể đọc độc lập không cần đĩa mồi, cho phép chúng ta kết nối các đường digital in như là optical hoặc coaxial, rất tiện lợi cho quý vị và bạn kết hợp vào bộ dàn âm thanh tại gia đình mình để nghe nhạc từ các nguồn nhạc trực tuyến như YouTube, từ các thiết bị Smart TV, các đầu HD và các đầu book hiện tại có mặt rất nhiều trong gia đình của chúng ta. Thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Và vẫn như thường lệ, nếu anh em giao lưu sản phẩm này với shop Vietchat Radio, em cũng sẽ tặng một dây quang chất lượng cao để quý vị và các bạn tiện sử dụng. Đó là cái chương trình mà em khuyến mại gửi tới quý vị và các bạn để anh em có cơ hội giao lưu và trải nghiệm những cái chế độ, những cái tính năng hiện đại của những chiếc đầu này. Và những chiếc đầu này là những sản phẩm thường xuyên có mặt tại Vietchat Radio với hình thức rất là đẹp, được em tuyển chọn rất kỹ để phục vụ anh em. Thì sau đây xin mời anh em cùng quan sát lại gần hơn nữa về hình thức của dòng sản phẩm này. Thì có sử dụng mặt phay nhôm vàng chanh nguyên khối rất là đẹp, tất cả còn nguyên bản và là hàng bãi tuyển chọn. Vì vậy sau đây để thực tế mời anh em quan sát lại gần hơn nữa để cảm nhận được độ đẹp của các sản phẩm đang có mặt tại shop em. Đây em sẽ đi rất là chậm cho anh em quan sát về hình thức của các sản phẩm ngày hôm nay có mặt tại cửa hàng của Vietchat Radio. Đấy, cả ba chiếc đầu tuyển chọn rất là đẹp. Đó, mặt không hề có chấm phẩy hay là nốt gì cả, rất là đẹp. Đây anh em cùng quan sát này, tất cả ốc của dòng series S10 đều là ốc bốn cạnh và được mạ vàng nhá. Đó, rất là đẹp, nóc cũng rất là đẹp luôn. Rồi, đây tiếp theo em quay cho anh em quan sát phía bên sườn này. Đây. Đó. Tuyệt đẹp luôn, tất cả ốc đều rất sáng, rất sạch sẽ này. Đó. Rồi tiếp theo xin mời anh em cùng quan sát phía sau này. Đó, tất cả các giác cắm nhá cũng cược mạ vàng, cho chúng ta sự kết nối rất là chi tiết và trung thực. Đó, và bên trong máy thì em đã có rất nhiều clip giới thiệu tới anh em rồi. Bên trong máy của dòng sản phẩm này thì tất nhiên rồi, tất cả đều được mạ đồng chống nhiễu nhé. Đó, dòng đầu CD cao cấp nhất của Đờ Nông, các dòng đầu S10 thì đều được mạ đồng chống nhiễu cho chất lượng âm thanh cực tốt và cực kỳ trung thực. Đó, và em cũng xin báo giá tới quý vị và các bạn dòng sản phẩm hiện đang có mặt tại Vietchat Radio với các sản phẩm là đầu CD S10 2 la mã hiện tại có mức giá là 16,5 triệu đồng, đầy đủ phụ kiện và có tặng kèm dây quang cho một sản phẩm. Và đầu CD Đờ Nông S10 trơn có mức giá 13,5 triệu đồng. Em luôn để một mức giá bình ổn nhất, mức giá tốt nhất để anh em có thể giao lưu và trải nghiệm. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí, xin mời anh em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop em trải nghiệm tại địa chỉ của shop. Và em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi video này.